Ngoài xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án 3 căn nhà đã bán một căn mới nhất tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với hai căn nhà này thì diện tích 32m² thiết kế và xây dựng là 5 tầng, ngõ trước nhà được hơn 2m và cách kia là đường ô tô quý vị nhá. Và đây là căn nhà nó cách khoảng tầm hơn 20m là ra tới đường ô tô. Hướng nhà là hướng đông nam, mặt tiền của ngôi nhà gần hơn 3m. Và thiết kế của ngôi nhà như thế nào thì mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể. Với phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế cho quý vị hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Với cái căn nhà này nằm ở trong khu dân cư đông đúc, vị trí của nó thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Giao thông đi lại thuận tiện cho quý vị đi làm ở Hà Đông, Hoài Đức, Trương Mỹ, đi làm theo cung đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân hoặc Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài. Xung quanh chợ, trường, phường, học, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2. Ở đây thì gần với trường Đại học Phenica, gần trường Đại học Đại Nam, gần với lại trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao, phạm vi bán kính 5km quay đầu, đầy đủ hết cho quý vị. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá xem ngôi nhà 5 tầng này thiết kế công năng sử dụng ra sao. Với phần tầng 1 của ngôi nhà hiện tại em đang đứng ở đây là thiết kế cho quý vị phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Với căn nhà này thì được chiều sâu, mặt tiền của ngôi nhà 3m3, cho nên là được chiều dài vào phía bên trong. Toàn bộ phần hoàn thiện của ngôi nhà đã xong hết 100%. Theo đúng hiện trạng là quý vị sáng mua, chiều dọn đồ về ở, sổ sách pháp lý rõ ràng, sẵn sàng cất két giao dịch. Hiện tại ở phần tầng 1, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, lắp đặt đầy đủ, xong hết rồi. Gạch lát nền, kích thước gạch 60-60 vân đá. Rồi là ở đây là phần không gian tủ bếp của ngôi nhà. Với phần không gian bếp thì chủ nhà thiết kế toàn bộ tủ bếp lên trên tới tận trần, tối ưu công năng sử dụng. Cái tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Màu bếp của ngôi nhà cũng được thiết kế là màu trắng và màu nâu, rất là tinh tế và nhã nhặn. Mặt bếp thì ốp đá granite. Chậu rửa, vòi rửa thiết kế toàn bộ chất liệu inox 304. Đây, nói chung là hoàn thiện xong hết cơ bản 100%. Sổ sách pháp lý rõ ràng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Quý vị hoàn toàn yên tâm là không nằm trong diện quy hoạch bất kỳ một cái gì cả. Toàn bộ hệ thống tay vịn của trụ cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 thiết kế là gỗ. Tầng 1 thì ngoài phần phòng khách, phòng bếp thì chủ nhà thiết kế thêm một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1 cho quý vị, đầy đủ công năng thiết bị vệ sinh cũng như là hệ thống máy để bơm nước lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Nói chung trong tất cả mọi video Ngọc Ánh đều quay review chuẩn chỉnh đường hướng, vị trí, giá bán em sẽ để ở cụ thể dưới phần bình luận để cho quý vị xem cái giá tại thời điểm hiện tại quý vị xem có thể lên hoặc xuống. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Cái công năng sử dụng cho quý vị ra sao? Hiện tại em đang bước chân từ phía cầu thang lên trên tầng 2. Căn nhà này thiết kế tầng 2, tầng 3, tầng 4 cho quý vị. Mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rất rộng và một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Đây là phần phòng ngủ. Hướng nhà này là hướng đông nam. Mùa đông thì ấm mà mùa hè thì mát. Tất cả các phòng đều có cửa sổ hai lớp, ánh sáng thông thoáng tự nhiên, không khí vào trong không gian phòng. Ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Với phòng này thì rất là rộng, vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất cho quý vị. Cửa thông phòng thiết kế cho quý vị toàn bộ là cửa gỗ. Phòng vệ sinh đặt ở phía bên ngoài. Trong phòng vệ sinh thì đầy đủ công năng: sen cây tắm, đầu chờ bình nóng lạnh, bồn cầu, lavabo bàn đá cho quý vị đây. Và trong phòng vệ sinh thì chủ nhà ốp gạch lên trên tới tận trần, tương đối là sạch sẽ. Mời quý vị theo chân nói lên tiếp theo tầng 3 của ngôi nhà. 2, tầng 3, tầng 4 thiết kế cho quý vị mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rộng, một phòng vệ sinh. Với căn nhà này thì có cửa sổ ở đằng sau để lấy thoáng xuống phần hành lang. Và đồng thời với cái căn phòng ngủ này thì thiết kế tương tự như tầng 2. Với cái căn nhà 5 tầng được 3 phòng ngủ, 2, 3, 4 thiết kế giống hệt nhau. Một phòng ngủ phía bên trong và một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài.
Trong không gian phòng ngủ thì thiết kế đầy đủ cho quý vị hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, rồi là ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Đó. Tầng 3. Phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh tầng 3. Rộng, thoáng, thiết kế hợp lý. Hệ thống sen tắm đầy đủ cho quý vị. Với căn nhà này thì hồ sơ điện, hồ sơ nước được thiết kế và lắp đặt đầy đủ hết, tùy công năng của mỗi một hộ gia đình mà quý vị sử dụng. Căn nhà thì vị trí thuộc quận Hà Đông, nói chung là giao thông đi lại, chợ trường phường trạm tương đối là thuận tiện. Mời quý vị theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Tầng 2, tầng 3, tầng 4 giống hệt nhau, cho nên tầng 4 thiết kế cũng tương tự như vậy. Thì phần còn lại thiết kế ra sao? Mời quý vị đừng rời mắt khỏi video nhé. Của ngôi nhà, như em chia sẻ toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 thiết kế là gỗ. Tầng 5 thì thiết kế công năng sử dụng cho quý vị như sau. Có một ô giếng trời để lấy ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Một khu vực để máy giặt. Đây. Một phòng riêng. Phòng này quý vị có thể làm phòng thờ, phòng làm việc, tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Phòng này cũng có đầy đủ cửa sổ. Và cửa sổ cũng vẫn thiết kế hai lớp cho quý vị. Phần còn lại sân phơi tương đối rộng và thoáng. Và quý vị có thể nhìn xung quanh, dân cư đông đúc. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà này, liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế và chọn lựa cho gia đình mình một căn nhà mơ ước. Với Nhà Tốt thì chỉ sử dụng duy nhất hai số điện thoại theo phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Quý vị muốn tìm hiểu biết thêm thông tin liên hệ trực tiếp Nhà Tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.